Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Bánh Chủ Ô Tô. Sau là trận tứ kết rất là căng thẳng, quyết định vòng trong. Nếu ai thắng trận này thì chắc chắn có một suất huy chương. Rất là khó khăn với Anh Hoàng bên ngoài chủ sân Bắc Giang, Anh Thuyết và Anh Phương. Quay đã sai chuẩn.
tốt hơn đấy. Nóng mới này. Số là 7 đều đúng không các vị? Anh Hoành và Hoàng Thế Nghĩa đã lấy được tay rồi. Đập mềm thôi anh. Ừ. Cứ đập mềm đi.
bàn thôi, sao họ đập được cả 3 set vừa. Cố lên anh. Hey!
trên sân sân hai. Đôi nam có tuổi là 20, cùng năm đôi đội truyền thông quốc gia, huy nam đôi đội Việt Nam, đôi đội Việt Nam là chúng tôi đội cao sở đây. Trên sân số 1, đôi nam có tuổi 14-30, Luân Hà, câu lạc bộ Sĩ Liên, Tú Trung, câu lạc bộ Cần Thơ, để mà thi đấu trên sân này.
Lai đang thiếu lại và tình huống cao tay. Tổ chức vẫn tính điểm cho tôi Hoành Hoàng, tỷ số là 6-4. Lỗi cao tay của đôi Fly. Thank you.
90 tuổi. Dưỡng Tân Sơn 14, Kim Em 911, Toàn Thắng Trường, Hải Phòng. Các bạn hãy đăng ký kênh. Thank you.
Gia Lai 15-13. Điểm cho đôi Hoàn Hoành 15-16. Bám nhau từng điểm một. Cầu tốt, điểm 18 nào. Cầu tốt, điểm cho đôi Hoàn Hoành 19-18. Nếu đội Hoàn Hoành thắng được sắc này thì sắc sau sẽ có cơ hội thắng rất là cao. Bởi vì anh Phương bên Hòa Lai đã yếu rồi, rất mệt rồi. Điểm 20-18. Hai cơ hội kết thúc trận đấu. Ngoài sân. Hai đội nghỉ và bước vào sân 13. Nghỉ thế nào? Hai năm nhỉ? Hãy
Chuyên gia số 4, đôi nam học 90 tuổi, tầm sơ cơ bộ quân đề 911, thắng trường cơ bộ Hải Phòng. Set đấu thứ 3, điểm số đang là 2 đều.
điểm cho đội của Flyboer 3-2. Điểm Fly 4-2. Điểm Fly 5-2. Còn ngoài sân, đổi điểm về truyền thông 3-5. Một pha đập cầu không qua lưới của anh Phương. Điểm truyền thông 4-5. Anh nhìn sơ cá anh biết là lúc cuối cùng nó đây chủ tịch kia. Có tốt. Đổi điểm về cho Fly 6-4. Trái tay tốt của Thuyết. Điểm 7-4 cho Fly. Đây là set đấu thứ 3, set đấu quyết định. Cho nên mỗi một điểm rất là quý giá. Tiếp tục một điểm nữa cho Fly, 8-4. Tỷ cầu tốt của Hoành. Đổi điểm về truyền thông 5-8. Cho Fly 9-5.
sửa cầu quá tốt của Hoành. Đổi điểm với chơi truyền thông 6-9. Một pha lỡ chớn của Hoành. Đổi điểm fly 10-6. Cầu ngoài sân. Đổi điểm truyền thông 7-10. Điểm số dành cho Fly 11-7, hai đội tạm nghỉ. Chắc chiều từng điểm. Nước lên. Hoàn không lên được lưới, không đánh được lưới. Công của hai bên. Đổi điểm truyền thông 8-11. Đều có tốt của Thuyết. Đội điểm Fly 12-8.
ngoài sân. Đội điểm truyền thông 9-12. Một pha kéo lưới không thành công của anh Phương. Điểm truyền thông 10-12. Ba, tỷ số đang là 11-12. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Không biết là đôi Hoành Hoàn có săn bằng điểm số hay không. Thank you.
Đức thì thua Trung Minh. Quá mệt, trận đấu đã kết thúc.